Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin bất động sản 24 giờ trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, hàng loạt dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân và người lao động tại nhiều khu công nghiệp ở Bắc Ninh vừa chính thức được phép mở bán. Đáng chú ý, trong danh sách này có hàng loạt dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân và người lao động trong khu công nghiệp đủ điều kiện mở bán như tòa nhà CT3 tại dự án khu nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp tại thị trấn Hồ, khu nhà ở xã hội tại phường Đình Bàng, thị xã Từ Sơn, khu nhà ở xã hội thống nhất tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Khối nhà B thuộc dự án nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Dự án khu nhà ở xã hội Sao Hồng Tại xã Việt Hùng, huyện Quế Võ. Khu nhà ở và dịch vụ cho cán bộ, công nhân viên khu công nghiệp Yên Phong, lô đất BT10, lô đất BT2, BT3. Khu nhà ở xã hội Cát tường Smart City. Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City. Khu nhà ở xã hội Golden Park. Khu nhà ở xã hội siêu thị bán lẻ hàng điện máy và đồ điện gia dụng, tạp hóa tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ. Thưa quý vị, theo kế hoạch, đến năm 2030, đất ở của cư dân tại một số địa phương tăng lên như huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, huyện Cẩm Mỹ, thành phố Long Khánh và huyện Thống Nhất. Theo lý giải của các địa phương, việc quy hoạch nhiều đất ở để đón đầu dự án lớn về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp đã và sẽ triển khai trong thời gian tới. Điển hình như huyện Long Thành, Nhơn Trạch, quy hoạch nhiều đất ở cho các dự án, khu dân cư để chờ dự án cầu cát lái, đường cao tốc Bến Lức, Long Thành, cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường Vành Đai Ba. Bởi các dự án trên hoàn thành sẽ thu hút nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh giãn dân về Đồng Nai, đồng thời các khu công nghiệp mở mới, mở rộng, thu hút nhiều người lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc và sinh sống. Không đơn thuần chỉ là một ngôi nhà, những căn hộ cao cấp tại Sunshine Garden chính là không gian lý tưởng để thỏa mãn những cung bậc cảm xúc, giá trị xung vầy và hơn cả là nâng tầm cuộc sống. Nhằm mang tới không gian sống sang trọng, đẳng cấp, hệ thống nội thất của các căn hộ Sunshine Garden đều được đầu tư, chọn lọc tỉ mỉ và nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Điều này trở thành điểm cộng tuyệt đối của cư dân Sunshine Garden khi lựa chọn các căn hộ bàn giao. Ngay từ hành lang vào, căn hộ được bảo vệ bởi cửa cao cấp chống cháy, chống ồn, cùng khóa từ kỹ thuật số Habler kiểu dáng hiện đại kết hợp có 3 tính năng linh hoạt, thẻ, mật mã và chìa khóa cơ. Hệ thống chuông cửa 4.0 có thể kết nối hệ thống an ninh tòa nhà, mở ra một kỳ nghỉ dưỡng đúng nghĩa, nơi gia chủ nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng. Phòng ngủ được trang bị sàn gỗ cao cấp, chống trơn trượt, tạo cảm giác ấm cúng, nâng niu giấc ngủ của gia chủ. Phòng tắm được trang bị thiết bị vệ sinh kiểu dáng hiện đại, đến từ thương hiệu Color, Casa, đem lại không gian sạch sẽ, tiện nghi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bất động sản 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.